Dạ, shop Thanh cực mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay em có một số đồ đồng, đồ gốm và tranh đá để giao lưu với quý cô chú và anh chị. Thì là nói đầu tiên thì em cũng cảm ơn quý cô chú và anh chị trong thời gian qua đóng hộ shop của em. Rồi mã số 1K đầu tiên hôm nay thì em có một cặp nai. Chất liệu của nó là bằng đồng. Hào thì liền lạc và lành lặn luôn. Thì cái sừng con nai thì em cũng đã đánh bóng rồi. Còn ở dưới cái mình con nai thì nó có những bông hoa mai được ấy nở nữa nha quý cô chú và anh chị. chiều cao từ cái sừng mà xuống tới cái chân của nó là 90 chiều dài từ cái miệng của nó đến cái đuôi của nó là 61 quanh bụng là 47 cặp nai này trọng lượng nặng của nó là 20 kg một cặp ngang quý cô chú và anh chị rồi mở số 1 k em giao lưu với quý cô chú anh chị cặp nai này 14 triệu em bao đánh bóng và em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị rồi mã số 2K thì em có một cặp rồng Chất liệu của nó cũng là bằng đồng luôn Cặp rồng này cái tay của nó cầm cái chân trâu nghe của cô chú và anh chị Tại vì cái này nó ấy quá nên em không để trên cái bàn quay của em được Chiều cao của cái con rồng này là 99 Chiều dài từ cái tay trước của nó đến ở phía sau của nó là 72 Cộng lượng nặng của hai con này là 43 kg Một cặp này nghe quý cô chú và anh chị Rồi mã số 2K này em giao lưu với quý cô chú anh chị Cặp rồng này 27 triệu Em bao đánh bóng và em bao phía xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 3K thì em có những cái đồ gốm tàu cái tô này là hàng gốm Nhật nha quý cô chú và anh chị. Hàng thì liền lạc và lên lặn luôn chân đế của nó đây. Những hoa văn này là được vẽ bằng tay hết. Cao của cái tô này là 7 phân, ngang lại là 21 sân. Rồi cái tô hòn gốm Nhật này em giao lưu với quý cô chú anh chị 500 000 em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 4 thì em có một cái tô hàng gốm tàu. Nước men thì rất là sáng luôn nha quý cô chú và anh chị. Cao của cái tô này là 10 sân Ngang lại là 19 sân Rồi cái tô hòn gốm tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Sắp thanh trực ở phường Thới Hòa, quận Âu Mông, thành phố Cần Thơ Số điện thoại của em là 0939 663 -557. Đó cũng là số zalo và phố của em Rồi mã số 5K này cũng có cái tô hòn gốm tàu luôn Hàng thì liên lạc hết Cao của cái tô này là 8 phân Ngang lại là 18 sân rồi cái tô hòn gốm tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 200 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 6K này thì em có được 5 cái dĩa hòn gốm nhật Đó, hàng thì liền lọt và lành lặn luôn Hoa văn là họa tiết là được vẽ bằng tay hết Ngang của cái dĩa này là 19 rồi năm cái dĩa hờn gốm Nhật này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 700 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Số điện thoại của em là 0939 663 557 Đó cũng là số zalo và phú của em Rồi mã số 7K này thì em có được 6 cái dĩa hờn gốm tàu Nước men thì rất là sáng luôn Ngang của cái dĩa này là 20 rồi sáu cái dĩa hàng gốm tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 500 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 8K em cũng có hai cái dĩa hờn gốm tàu luôn Nước men thì rất là sáng luôn nha quý cô chú và anh chị Ngang của cái dĩa này là 25 Rồi hai cái dĩa hòn gốm tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị rồi mã số 9K thì em có được 5 cái chén hằng gốm Nhật. Nước men thì rất là sáng. Cao của cái chén này là 4 phân, ngang lại là 12 sân rưỡi. Rồi 5 cái chén hằng gốm Nhật này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 600 000 Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 10K này thì em có được hai cái ly hằng gốm tàu. Ly uống nước. Hoa văn họa tiết là được vẽ bằng tay hết Cao của cái ly này là 8 phân Ngang lại là 9 sân Rồi hai cái ly này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 200 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 11k này thì em có một bộ tách trà Đó, Gồm 6 cái ly, cái dĩa và cái bình trà Cao của cái ly này là 4 phân Ngang lại là 5 sân Ngang của cái dĩa này là 20 sân Chiều cao của cái bình trà này là 9 sân Rồi một bộ tách trà này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu 500 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mã 12k này thì em có những cái bình gốm Hàng thì liên lạc và là lặng luôn Cao của cái bình này là 26 Ngang miệng bình là 8 phân Quanh bụng là 51 Quanh đế là 30 Chân đế của nó Rồi cái bình này em giao lưu cho quý cô chú anh chị 700 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Sắp thanh trực ở phường Thứ Hòa, quận Mông, thành phố Cần Thơ Số điện thoại của em là 0939 Đó cũng là số zalo lưu của, của em Rồi mã 13K này cũng có cái bình bông này Chiều cao của cái bình này là 28 Ngang miệng bình là 12 quanh bụng là 40 rồi cái bình bông này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 700 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mã 14k này thì em có một cái bình gốm tàu hàng vẽ tay Hàng thì liên lạc hết Cao của cái bình này là 42 Ngang miệng bình là 18 Quanh bụng là 80 Quanh đế là 53 Chân đế của nó Rồi cái bình này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu 300 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mở 15k thì em có một cặp bình bách hoa Chiều cao của cái bình này là 39 Ngang miệng bình ở trên là 7 sân Quanh bụng là 68 Quỳnh đế là 38 Chân đế của nó có một rồi cặp bình bách hoa này em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 2 triệu 500 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 16k này cũng có một cặp bình bách hoa nữa Cao của cái bình này là 35 Ngang miệng bình là 7 sân. Quanh bụng là 72 Quanh đế là 44 Chân đế của nó có mọc rồi một cặp bình bách hoa này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2 triệu 500 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mã 17k này thì em có một cái bình gốm chu đậu Đó, Hàng thì liên lạc hết Cao của cái bình này là 41 Ngang miệng bình là 23 Quanh bụng là 1m18 Quanh đế là 78 rồi cái bình gốm chu đậu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 3 triệu 500 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 18k này thì em có một cặp bình Bình gốm hàng vẽ tay, chim trĩ và hoa phù dung Màu vàng chanh rất là dễ thương nha quý cô chú và anh chị Chiều cao của cái bình này là 60 Ngang miệng bình là 20 mươi Quanh bụng là 94 Quanh đế là 62 Chân đế của nó có mọc rồi. rồi mã số 18k này em giao lưu với quý cô chú anh chị Cặp bình này 3 triệu 500 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 19k này thì em có một cặp bình Sông Long Con rồng Nhìn rất là đẹp nha quý cô chú và anh chị Chiều cao của cái bình này là 59 Ngang miệng bình là 21 Quanh bụng là 95 Quanh đế là 62 Chân đế quá của... Rồi mã 19k này em giao lưu với quý cô chú anh chị cặp bình này 3 triệu 500 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị rồi mã số 20k này thì em có một bức tranh đá tứ quý Tích của nó là bát tiên nha quý cô chú và anh chị Hàng thì liền lạc hết Chiều cao của bức tranh này là 80 Ngang lại của cái bức tranh này là 27 Chiều cao của miếng đá ở trong là 73 Ngang lại là 21 Này là mặt sau của bức tranh Rồi mã số 20k này em giao lưu với quý cô chú anh chị Bức tranh đá tứ quý này 4 triệu 500 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 20k cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay Thì cuối clip em cũng mấy chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và em cảm ơn